Lô, nay mình cùng mình lại đi chơi bản Mông nhá, đi mua sắm những người Mông, xem mà bán nào nha. Trên kia có một bà vừa đi, bà vừa đi đào sắn về này. Đi hỏi xem bà có bán sắn không nhá, mua sắn bà một củ về nướng. Đấy, bản Mông. Đấy. Đường lên dốc nha các bạn ạ. Đây, bên dưới này này. Ở đây vào mùa mưa là không đi được rồi, trơn lắm. Nhà mấy hôm mây mù ấy. Chó ra đón chủ rồi. Ừ, cái gùi này cũng phải mấy chục cân ạ, gùi sắn của bà này. Đây chó con. Nhá ché rồi ấy. Dươn nó nữa này á. Dươn à. Dươn này á. Con này khai mò. Khai mò. Áo này khai khai kiểu nghe. Bảo là bà nhà bà ở đâu? Cái này á? Cái bên kia á? À, thấy có sắn và đi đào sắn về mua sắn. À. Xem hỏi xem bán không? Bán như nào? Mua hai ba củ to to về luộc được rồi. Bán cân hay bán củ? Mua hai ba cân này. Cứ lấy về nhà đi. Hả? À, rồi. À, kể lại tao đẩy này. Bê rườn lấy chắc cái đấy. Hả? Chắc hai tay là mị mới ra. Người phụ nữ vất vả cam khổ người Mông. Đó, trồng được sắn là đi thu hoạch đấy. Cuộc sống ở nơi đây rất là khó khăn này các bạn. Không có ruộng để làm lúa đâu, trồng lúa đâu. Đây, ở đây có cái rẫy này này, họ phát đi là để trồng ngô rồi đấy. Có những nơi phá cả một quả đồi của rừng cây ấy để lấy đất để trồng ngô nhá. Thấy chưa? Theo chân cụ đi về nhà cụ chơi không tiện để mình lấy cụ mấy củ sắn. Nắc mò. Nhà em. Đấy mẹ em á. Mẹ á. Vào đây thấy đào sắn về đi mua mấy củ sắn với bác. Gùi trên lưng nặng trĩu. Nặng lắm ấy nè. Nặng đấy. Ừ, lên đây để mua sắn lại nhá. Cho quay lại chơi nhá. À. Đấy. Những người phụ nữ Việt Nam thấy sao? Mình bước theo không ngồi cầm cái điện thoại này không mà còn thở hồng hộc. Một bà mà vui một cái đống này.
trên lưng này, còng thế này, và bước từ dưới lên thế nhá. Nào, cho nó lên đến trên này, quay lại xem nào, dốc nha. Mới tưởng nhà đây vẫn chưa đến à. Đi mua sắn với bà này, mẹ của thẻ á. Nhà đây á. Thế đi theo mẹ mua sắn ra nhá. Thôi nào, đi đi theo đã, đi theo mua đàng hoàng. Tí nữa quay lại đây chơi được đấy. À. Tí nữa quay lại đây chơi đấy. Nhá. Đến đây được này. Hai mẹ con đang nói gì với nhau không hiểu rồi. Mệt quá các bạn ạ. Mình mà đi theo thôi mà không đi được. Đấy nhá, ở tận dưới 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 kìa. Đấy mình vừa tới một đoạn này. Đó. Đến nhà bà rồi. Thế nào? Những người phụ nữ Việt Nam, các cô gái Việt Nam thấy sao? Con trai của bà lúc nãy vừa chào nó bằng tuổi tôi đấy. Bà ba mấy tuổi rồi? Cái tuổi này của bà chắc phải 60 tuổi. Đến nhà rồi. Đưa mò. Điệt lại mò. Hả? Quay nhà bà tí nhá. Táng chú này á? Táng như này à? Đây à, nhà tối không? Đấy, các bạn này nha, người Mông không? Nhà trên núi bây giờ không có điện đấy nhá, các bạn nhá. Ở nhà thì có điện rồi. Rồi om om này. Vòng quanh nhà cái nhá. Rồi quay ra mua sắn với bà. Nhà nhiều gỗ này, máy tuốt này, ván này. Đó. Nhà hình như là bà có cháu ấy, có con cháu ấy. Rồi, ra lấy hai củ sắn với bà nhé. Đây, sắn to lắm. Một bắp không biết có ngon hay không nhưng vẫn mua với bà, mình cứ bảo với bà rồi. Nếu các cái nào ăn ngon thì lấy đi ăn. Hả? Không biết cái nào là ngon? Các cái nào mà kiểu nó chắc trắng nó. Sắn này có bở không? Có bở không đấy? Đi. Sắn này có bở không đấy? Không. Không bở đâu á? Có bở không? Luộc lên có bở không? Sắn này. Sắn này? Ừ. Không. Không bở đâu á. Lấy hai củ được rồi. Mấy củ đi, cần lấy mấy củ đi. Được rồi. Nhiều củ cái luộc này ăn nữa mà. Mình cũng luộc mà. Luộc về ăn đúng không? Đấy. Kệ không? Dạ, lưu lạc. À, hơi thối à. Hơi thối nhỉ. Anh thè là con cào của bảo. Đấy. Đây à, mình là con cả là? Mình con không. Con thứ hai à? Con thứ hai. Ừ. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi hết kìa? Mẹ á? Ừ. Mẹ sinh năm 9. Năm 9. Ồ, tròn 60 tuổi thôi. 60 tuổi mà gùi hẳn một cái gùi sắn lên dưới cái lên. Bước lên theo không còn mệt nữa đâu. Nặng người. Xem nào, nhai cái nặng. Ui, cái này phải mười mấy cân, 20 cân đấy. Cái kia thật lạ đấy. Nhìn. Nào. Nặng không? Nào, cái gì này? Ừ. Mình không ăn được nhiều mà lấy về cho lợn mà. Tất nhiên mình lấy về ăn chơi thôi. Nè,
Nhưng mà bây giờ mẹ đi lấy về cho chăn lợn thôi. Tất nhiên cái này mình sắn thì mình chỉ ăn chơi thôi. Thế. Ừ. Bây giờ thì làm bữa ăn chính thì làm gì có. Thế thôi. Cắt cho đi, cắt ra lấy khoảng quy ra tiền khoảng Không đâu, phần này lấy tiền gì? hả? Phần này Lấy phần chứ, vẫn lấy với mẹ một tí, lấy cho không. mẹ. Lấy khoảng 20.000 30.000 đấy, đưa cho Phần này mẹ. phần này. Lấy đi ăn thì thích lấy thì trước ở dưới đường ngoài đường kia lúc nào thích lấy thì lên lên trên đường kia cạnh trên đường kia có mà. Thế thôi, lấy không ngại lắm, đưa cho mẹ một tí, Mà cứ chặt đấy. Được rồi, thế thôi, thế lấy ba bốn củ kia được rồi, không lấy nữa đâu. Được 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 được, bên kia được rồi, lấy được rồi, vài củ nữa được đi rồi, không lấy nữa, bây giờ lấy nhiều rồi, lấy nhiều được đấy, không lấy nữa đâu. Ô, còn không có tiền lẻ lên. không đâu, không lấy tiền mà lấy gì lấy Ừ. gì ăn được rồi. Ý bà vất vả đi, lấy vất vả rồi. Ủa, không có thật. Không có tiền thay lấy gì đâu Câu. đấy. Rồi cái này dù sao tôi cũng phải cho bà vài đồng nhé. Cảm ơn các bạn đã thêm theo dõi video. Đến đây là gặp cụ bà đi nương về có ngu có đeo sẵn mình đi theo chơi quay phim nha các bạn. Rắn miền núi của đồng bào Mông này. Bye bye và hẹn gặp lại nhé. Có lẽ là người ta sẽ không lấy tiền đấy, nhưng mình phải trả tiền. Giờ này tốt ạ. Bye bye nhé. Đăng ký ủng hộ giúp mình nhé nhé. Có thể cái kết hôm nay sẽ được bằng này ngô đây. Hẹn gặp lại trong những video khác. Bye bye. Đó là nông văn truyền. Đó ở miền núi Cao Bằng. Hãy đăng ký và ủng hộ mình nhé. Ra xin cái túi này. Đấy, nhé. Túi này đi. Đấy. Rồi, thế là được bữa sắn rồi. Như bà lấy hai ba ba củ thôi. Nhà đi.